Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đến với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series tựa game Hải Tặc Đại Chiến em nhà. Hôm nay mình sẽ share cho em anh em một cái code mới, cũng như giới thiệu cho anh em cái sự kiện lốc. Sự kiện này phải lốc đúng vào thời gian giờ vàng của nó anh em ạ. Kiện khá là ngon. Ở đây có 5 thùng bia, có Nami với kim cương cho anh em này. Anh em lốc vào đúng giờ này thì anh em sẽ nhận được nha. Mình bị mít với một cái trưa nay rồi anh em ạ. Đáng là đen, trưa nay mất 5 thùng bia, con Robin với cả 500 kim cương rồi. Cay thật sự luôn anh em. Sự kiện này bây giờ còn 2 tiếng anh em này. Anh em lốc vào, sau khi xem clip xong lốc vào mà nhớ ăn cái sự kiện đương quà này nha. Còn nữa mình sẽ share cho anh em cái bộ VIP code mới nhất hiện tại của game. Con Nami này cho mình đánh giá là nó ngon hơn, ngon hơn Robin anh em ơi. Chúng ta bộ skin ngon hơn Robin nhiều. Con Robin của chúng ta trắng là hai rồi. Đang đi support như thế này mà tăng công cho đội mình, công độ mình nhé. Giảm công độ địch nhé. Nên vào ba mắc nước các thứ còn là điều nó sự sò nữa cơ, không thể dừng lại ở đây đâu. Và xem luôn cái code này mình chia sẻ đến anh em nhận được cái quà gì nhé. Wow, lại được 5 thùng bia anh em ơi. 500 đá cường hóa, 5 giấy thách đấu này, 500 thuốc hoán đổi, đá 5 đá kinh nghiệm 5 giờ với cả Belly 5 giờ luôn. Quá ngon, hôm nay mình vất 5 mít 5 thùng bia anh em ạ. Thật sự là ken đen, cay cay thật. Mất 5 thùng bia của tôi. Là cay luôn đấy. Ép bạn Nami này lên 5 sao đi. Thuyền viên trong đấu trường, đội hình phòng thủ thách đấu. Có đơn ép không nhỉ? Nami về sau chơi có ngon không anh em ạ? Không có vất tạm đấy anh em ạ. Cuối đầu của mình cũng còn tư khớ nguyên liệu mà. Sau mình sẽ chơi mình sẽ chơi mấy cái con thông minh trí tuệ hơn. Những con này này giảm nộ địch nộ để búp cho Hakainu nhỏ, cho mấy con tướng ép nhét hệ hiếm chơi mấy con đấy mới phê anh em này. Trông nó ngầu, không quan trọng mạnh yếu mà chơi nó phải ngầu chứ anh em. Nami lỗi thời rồi, thôi làm phôi rồi anh em ạ. Quyết định nha, làm phôi, không chơi. Anh em ơi, có lẽ clip của mình cũng xin lại tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.